Dương Cẩm Linh phản hồi việc quảng cáo sai sự thật. Dương Cẩm Linh thừa nhận đưa hình ảnh sai trong nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng. Cô cho biết đã hủy bài đăng và rút kinh nghiệm. Trao đổi với Dinh, Dương Cẩm Linh nói sau khi nhận phản ánh của công chúng liên quan đến nội dung quảng cáo đăng tải vào ngày 18 tháng 5 bị sai lệch thông tin. Nữ diễn viên đã xóa bài đăng và cho biết sẽ rút kinh nghiệm về sau. Tôi vừa trở về từ Thái Lan và nhận được thông tin này. Bài quảng cáo về sữa non canxi quảng cáo trên fanpage của tôi là do trợ lý đăng tải và có sự nhầm lẫn về mặt thời gian. Sau khi về Việt Nam và phát hiện sự việc, tôi đã gỡ bài đăng, hủy quảng cáo, cô chia sẻ. Dương Cẩm Linh nói trước khi nhận quảng cáo về sản phẩm sữa non canxi, cô đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ và các giấy tờ liên quan. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5, Dương Cẩm Linh có bài đăng quảng cáo về sữa non canxi Hàn Quốc trên fanpage với hơn 760.000 lượt theo dõi. Đi kèm bài đăng là hình ảnh của Dương Cẩm Linh và con trai ở hai thời điểm, tháng 10 năm 2022 và tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, một số người đã phát hiện hình ảnh đầu tiên sai lệch về thời điểm. Cụ thể, hình ảnh do Dương Cẩm Linh đăng tải và đề cập mốc thời gian tháng 10 năm 2022. Thực chất là bức ảnh được chụp tại sự kiện sinh nhật nữ diễn viên vào tháng 10 năm 2020. Ngoài ra, trong bài quảng cáo sữa non canxi có nhiều nội dung mang tính thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng. Vào tháng 1, Bộ Y tế từng có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đang quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc, nhưng không phải thuốc, quảng cáo thuốc, chưa được phép lưu hành, quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Dương Cẩm Linh sinh năm 1982, đến với điện ảnh nhờ giải Á hậu điện ảnh năm 1999. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Gia tài phim ảnh của cô là hàng chục vai chính phim truyền hình và điện ảnh. Các phim Dương Cẩm Linh đã tham gia gồm Mặt nạ máu, Sóng đời, Hòa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau. Sau khi chia tay bạn trai Việt Kiều, Dương Cẩm Linh một mình nuôi con.